lại là tóc bạc sớm. Tóc bạc sớm hiện nay xảy ra rất là nhiều, những cái bạn trẻ mới có hai mấy tuổi thôi mà tóc đã bạc đến nửa đầu rồi. Tất cả là đều có những nguyên nhân và những biện pháp để khắc phục tình trạng tóc bạc, giúp cho bạn tự tin hơn. Chào mừng tất cả các bạn đến với kênh YouTube của Hoàng Thị Trang Thanh Mộc Hương Official. Xin tự giới thiệu, tôi là Hoàng Thị Trang. Hiện tại tôi đang là chuyên viên tư vấn của công ty trách nhiệm hữu hạn dược mỹ phẩm Thanh Mộc Hương. Và tôi đã có 2 năm kinh nghiệm giúp cho tất cả các bà mẹ, các anh chị em trên đất nước Việt Nam có một mái tóc đẹp, khỏe, đen từ sâu bên trong, hạn chế tình trạng rụng tóc, bạc tóc, hói ra đầu. Hai mươi mấy tuổi thôi mà rất nhiều các bạn trẻ bị tình trạng tóc bạc rất là nặng, đến nửa đầu luôn. Tóc bạc khiến cho tất cả chúng ta cảm thấy rất là tự tin. Đi đến đâu người ta cũng nghĩ là mình già rồi, cảm thấy rất là mất tự tin khi mà gặp người đối diện, ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống cũng như là trong công việc. Và rất là mong muốn thoát khỏi tình trạng này để giúp bản thân tự tin hơn. Rất là vui mừng khi tôi đã tiếp nhận một câu hỏi của một anh bạn mới trẻ tuổi nhưng là tóc đã bạc rất là nhiều rồi. Và tôi có để cái link video dưới cái video này, các bạn có thể xem câu hỏi của bạn và để đặt những cái câu hỏi khác tôi có thể tư vấn cho các bạn. Tình trạng hiện tại của anh bạn trong video này tóc bạc rất là nhiều khi tuổi đời đang còn rất là trẻ, khiến cho anh cảm thấy rất là mất tự tin khi gặp người đối diện cũng như là ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống. Và anh đã sử dụng rất là nhiều những loại thuốc rồi nhưng không cải thiện, có nhuộm nhưng cũng không cải thiện, bởi vì nhuộm thì nó chỉ là nhất thời thôi và nó không thể giải quyết được tận gốc. Sau đây tôi sẽ kể ra những nguyên nhân khiến mà bạn bị tóc bạc sớm khi tuổi đời còn quá trẻ và những cách khắc phục để bạn có thể hạn chế tình trạng tóc bạc, giúp bạn tự tin hơn trong cuộc sống. Có những nguyên nhân sau đây khiến tóc của bạn bị bạc sớm. Thứ nhất là do bạn có một cái thói quen đó là nhổ tóc. Khi nhổ tóc thì cái lượng melanin ở dưới da đầu của chúng ta sẽ bị giảm dần, theo thời gian nó sẽ bị giảm dần, chuyển từ màu đen sẽ trở thành màu nâu và sẽ trở thành màu trắng, và lượng melanin sẽ bị hao hụt đi rất là nhiều. Thứ hai, nó sẽ thành vết thẹo ở trên chỗ phần nang tóc và tóc của chúng ta mọc sẽ bị nhỏ đi, mỏng dần đi và sẽ gây hói cái phần đó. Thứ hai, do quá trình lão hóa ở tuổi trưởng thành, lượng melanin sản xuất ra rất là nhiều, chính vì vậy tóc của chúng ta rất là đen, bóng mượt. Dần dần khi về già thì lượng melanin nó sẽ bị hao hụt dần đi và mất dần đi lượng melanin. Tóc đen trở thành tóc bạc, nhuộm tóc cũng khiến cho chúng ta bị bạc sớm. Khi mà ở lứa tuổi trẻ trưởng thành thì rất là nhiều người thích một mái tóc nhuộm nhiều màu để cho đẹp hơn, nhưng mà nó cũng là nguyên nhân gây ra tình trạng tóc bạc sớm. Nếu như ai mà đã đang gặp tình trạng này thì nên hạn chế nhuộm tóc. Nói chung nhuộm tóc thì bản thân tôi cũng cảm thấy rất là thích, bởi vì nó sẽ làm cho khuôn mặt của mình sẽ xinh hơn. Nhưng nếu như bạn nào bị tình trạng bạc quá thì mà các bạn nên hạn chế nó lại, bởi vì trong thuốc nhuộm có thành phần hydroperoxide. Thành phần này nó sẽ làm phá hủy chất melanin ở dưới nang tóc, làm cho tóc của chúng ta bạc dần. Lối sống sinh hoạt không hợp lý, do chúng ta ăn uống không lành mạnh, những đồ chiên xào, sử dụng những chất kích thích, đồ uống có ga, ăn uống không đủ chất dinh dưỡng cũng sẽ khiến cho những dưỡng chất không được đưa lên bầu tóc, nó sẽ không được nuôi chân tóc, khiến cho tóc của chúng ta sẽ khô, yếu melanin sẽ không được sản sinh nhiều, khiến cho tóc của bạn bị bạc dần. Do chế độ sinh hoạt, các bạn thức đêm nhiều, lười vận động thể dục thể thao, khiến cho bạn gặp phải tình trạng stress, rối loạn hệ thống tiêu hóa, hệ thống thần kinh, làm cho những dưỡng chất không hấp thụ được hết vào trong những tế bào của cơ thể. Đây cũng là lý do khiến cho bạn bị tình trạng rụng tóc, tóc bạc. Rất là phổ biến nữa đó là do bị bệnh lý. Một số bệnh lý như là bệnh bạch biến sẽ làm giảm, gây rối loạn những tế bào sản sinh ra hắc tố. Thứ hai đó là bệnh tuyến yên, tuyến giáp, bệnh dạ dày, gan, thận, chúng sẽ gây rối loạn những hormone ở trong cơ thể và làm giảm quá trình trao đổi chất. Đó cũng là nguyên nhân khiến cho bạn bị tóc bạc, rụng tóc nhiều, tóc khô, sơ, chảy ngọ. Để khắc phục cái tình trạng này thì bạn cần phải có những cái phương pháp xây dựng thực đơn ăn uống hợp lý, phong phú, đa dạng. Đặc biệt là vitamin B12 có trong thịt bà, có trong thịt gà, thịt bò, hải sản, cá hồi. Thực phẩm do vitamin B9 có trong bông cải xanh, rau bina. Thực phẩm B6, thực phẩm vitamin B6 có trong chuối, hạt hướng dương, bơ. Vitamin B5 có thành phần trong thịt bò, cá hồi, trứng, bơ, khoai lang nướng. Thực phẩm rau sắt, lòng đỏ trứng, thịt bò, thịt gà. Thực phẩm rau kẽm, hải sản tươi, thịt đỏ, thịt gia cầm, sò huyết. Thực phẩm bổ sung, thực phẩm bổ sung khoáng chất đồng, hạt hướng dương, hạt điều, hạt óc chó, đậu xanh,
bổ sung vitamin D. Vitamin D có trong ánh nắng mặt trời và tốt nhất là vào buổi sáng. Bạn hãy xây dựng cho mình một chế độ sinh hoạt khoa học, không thức khuya, ngủ đủ giấc, ngủ đúng giờ. Người lớn thì tốt nhất là ngủ 8 tiếng trong vòng một ngày. Dành thời gian để thư giãn, giải tỏa căng thẳng stress. Thường xuyên tập luyện thể dục thể thao nâng cao sức khỏe. Hạn chế sử dụng rượu bia, chất kích thích, đặc biệt là thuốc lá. Tránh các sản phẩm làm đẹp như là thuốc nhuộm, thuốc duỗi, thuốc uấn. Đồng thời hạn chế sấy, ép, uấn, nhuộm với nhiệt độ cao. Bảo vệ tóc bởi ánh sáng mặt trời bằng cách đội mũ, đặc biệt là vào buổi trưa hoặc là mình đi ra ngoài đi xe máy, mình nên bảo vệ tóc lại, quấn búi tóc lại để tránh tóc bị khô, sơ, yếu, chẻ ngọn gãy rụng. Chọn loại dầu gội đầu phù hợp với mái tóc của bạn. Đặc biệt nếu như mà bạn sử dụng dầu gội đầu hóa học thì cái chất hoạt động bề mặt sodium lauryl sulfate nó sẽ làm phá hủy cái lớp dầu tự nhiên bảo vệ ở trên da đầu và nang tóc, làm cho cái nang tóc của chúng ta nó rất là yếu, gây thu hẹp nang tóc dần, gây tình trạng rụng tóc và nó sẽ làm phá vỡ và nó sẽ làm phá hủy cái chất melanin ở dưới da tóc, nang tóc phá vỡ cái chất melanin ở dưới nang tóc, làm cho tóc chúng ta sẽ bạc dần. Những chia sẻ này của tôi đã giúp cho hàng ngàn người cải thiện tình trạng tóc bạc sớm, rụng tóc. Nếu bạn có ý kiến khác với câu trả lời của tôi thì xin bạn hãy chia sẻ phía bên dưới. Hoặc nếu bạn có câu hỏi khác, xin hãy đặt câu hỏi ở dưới bên dưới. Tôi sẽ trả lời tất cả câu hỏi của các bạn. Đừng quên đăng ký kênh của tôi ngày hôm nay để tôi tiếp tục chia sẻ phần tiếp theo vào video ngày mai. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.